Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và đề ra giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, thành viên thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, sở ngành có liên quan. Theo báo cáo, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là hơn 32.500 ca. Trong đó, số ca đã điều trị khỏi và cho xuất viện là 31.688 ca. Số ca tử vong do các bệnh lý nền là 610 ca, chiếm 1,87% trong tổng số ca mắc. Đang cách ly điều trị là 250 bệnh nhân, chưa xuất hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Về kết quả thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, tổng số người được tiêm trong chiến dịch gồm tiêm mũi 3 là 168.821 người, tiêm vét mũi 1 và mũi 2 là 12.644 người. Đến nay, mọi hoạt động dạy và học đều được tổ chức đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, cấp mầm non học trực tiếp đạt tỷ lệ 78%, cấp tiểu học học trực tiếp đạt tỷ lệ 99%, cấp trung học cơ sở học trực tiếp đạt tỷ lệ hơn 94%, cấp trung học phổ thông học trực tiếp đạt tỷ lệ 96,5%. Tại cuộc họp, Sở Y tế đã có ý kiến đề nghị cho Trung tâm Y tế các huyện tùy điều kiện tiến hành thành lập các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tuyến cơ sở, đồng thời cho phép các bệnh viện đã chuyển công năng làm bệnh viện điều trị COVID-19 như Bệnh viện 30 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành được trở về với chức năng điều trị các bệnh thông thường, xem xét nâng cấp Bệnh viện điều trị COVID-19 tỉnh thành Trung tâm điều trị COVID-19 để đầu tư nhân lực trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu là tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhận định từ sau Tết đến nay, số ca nhiễm trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng. Qua đó, đề nghị công tác phòng chống dịch hiện nay cần phải đẩy mạnh công tác tiêm mũi bổ sung trong thời gian tới. Về điều trị bệnh nhân COVID-19, phải tập trung phân tầng ngay tại tuyến cơ sở, nhất là ngành y tế cần có sự chuẩn bị nội dung tuyên truyền mang tính chuyên môn, chuyên sâu để đạt hiệu quả về mặt truyền thông. Tôi đề nghị đối với ngành y tế, các đồng chí phải chủ động, phải có tài liệu đặt hàng với đài phát thanh truyền hình báo chí, kể cả tài liệu này chuyển xuống cơ sở để tuyên truyền. Ví dụ như bây giờ tuyên giáo muốn tuyên truyền mà không có tài liệu làm sao tuyên truyền về lĩnh vực chuyên môn ít. Cho nên là rất mong mà y tế các đồng chí phải chủ động, phải chuẩn bị tài liệu, soạn tài liệu, biên soạn tài liệu trên cơ sở những văn bản của Bộ Y tế, các đồng chí phải chủ động để tuyên truyền định hướng dư luận. Tôi nghĩ chiến lược tiêm vaccine chúng ta vẫn duy trì, bởi vì tới đây là chúng ta còn phải tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi dưới 12 tuổi và tiêm vaccine cho mũi 4. Cho nên cái chiến lược tiêm vaccine là rất là quan trọng. Đây cũng là một cái giải pháp rất hữu hiệu để cho công tác phòng chống dịch. Bí thư tỉnh ủy, ông Lâm Văn Mẫn đã phân tích những mặt được cũng như những vấn đề còn tồn tại hạn chế hiện nay trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhận định tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng tăng nhanh. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, nhất là triển khai chiến dịch tiêm vaccine, trang bị thuốc điều trị, đẩy mạnh truyền thông hơn nữa. Chúng ta tiếp tục cái chiến lược là 5K, vaccine, thuốc điều trị, truyền thông, ý thức người dân dựa trên 4 trụ cột đó, các đồng chí. Như vậy thì thứ nhất là về cái 5K, các đồng chí vẫn tiếp tục là tuyên truyền, khuyến cáo, rồi tiếp tục là rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, gà từng người để thực hiện việc tiêm nhắc, tiêm vét. Thế nào cũng còn. Thì đề nghị là các đồng chí đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, thống kê, nhập liệu,
lập danh sách đã tiêm theo địa bàn xã phường thị trấn, thì cũng đề nghị là ngành giáo dục các đồng chí tiếp tục tuyên truyền vận động học sinh quay lại học trực tiếp và tổ chức các hoạt động của nhà trường đảm bảo là an toàn, hiệu quả, điều chỉnh kế hoạch về phương án tổ chức dạy linh hoạt phù hợp với thực tế từng đơn vị, và tiếp tục tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, rồi rà soát đối tượng chưa tiêm ngừa để có đề xuất tiêm đầy đủ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tập trung triển khai công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch của tỉnh, đảm bảo cho việc tổ chức các sự kiện cũng như hoạt động tới đây của tỉnh như kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và hội nghị xúc tiến đầu tư trong thời gian tới. Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 đã được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 và được tổ chức xuyên suốt trong cả 9 ngày nghỉ Tết với mục tiêu đảm bảo cho người đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng, bao gồm toàn bộ trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn có chỉ định theo thời gian được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong hướng dẫn sử dụng của Bộ Y tế. Sau thời gian thực hiện chiến dịch, toàn tỉnh có 852.106 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 100%. 110.914 người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 99,7%. Có 789.501 người được tiêm mũi 3, đạt 99,9%. Với nhiều nỗ lực trong công tác tiêm chủng, Sóc Trăng là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 dẫn đầu cả nước, góp phần kiểm soát dịch bệnh, ổn định sản xuất và đời sống cho người dân. Sau khi triển khai thành công chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên, Sóc Trăng sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thời gian dự kiến vào tháng 3-4 năm 2022 tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ước tính có 192.771 trẻ, khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 3 tuần. Vaccine sử dụng tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là Pfizer, theo sự phân bổ của Bộ Y tế để tiêm cho trẻ. Với việc triển khai tiêm chủng này, Sóc Trăng phấn đấu đạt 95% số đối tượng trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong các trường học công lập và ngoài công lập, các trẻ không đi học hiện có mặt tại địa phương được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19.